Tiên tri đại bàng dự đoán trận đấu Brentford gặp Tottenham 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12. Chú đại bàng tiên tri Romeo tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý khi chủ tài dự đoán kết quả trận đấu giữa Brentford gặp Tottenham 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 giải ngoại hạng Anh. Tottenham làm khách trên sân của Brentford vào tối 26 tháng 12 trong khuôn khổ vòng 17 giải ngoại hạng Anh. Trước giờ bóng lăn, Tottenham được đánh giá cao hơn đối thủ. Phong độ của Tottenham ở mùa giải này đang ở trạng thái tốt hơn Brentford. Sau 15 trận, gà chống thành London giành 29 điểm, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với số trận tương ứng, Brentford giành 19 điểm, xếp ở vị trí thứ 10. Tuy nhiên, các cổ động viên của Tottenham có lý do để lo lắng khi ở mùa giải trước đội bóng con cưng của họ đã bị cầm hòa với tỷ số không đều khi hành quân đến sân của Brentford. Trên sân nhà, bầy ong vẫn đang thi đấu tốt. 12 lần tiếp khách vừa qua tính trên mọi đấu trường, Brentford bất bại 10 lần với 4 chiến thắng và 6 trận hòa. Trong khi đó Tottenham lại không có được thành tích tốt trên sân khách 9 trận xa nhà vừa qua ở mọi giải đấu, Harry Kane và các đồng đội để mất điệp tới 6 lần trong đó có 4 thất bại và 2 trận hòa. Tuy nhiên người hâm mộ gà trống sẽ cảm thấy an tâm phần nào khi theo dõi phần dự đoán của tiên tri đại bàng Romelu. Chú đại bàng nổi tiếng dự đoán chính xác việc Argentina vô địch World Cup 2022 ngay từ trước khi giải đấu ở Qatar diễn ra đã lựa chọn logo Tottenham trong cả hai lần dự đoán kết quả trận đấu sắp tới trên sân của Brentford.